Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì anh em có thể thấy trên bàn của chúng mình đây là một bộ máy tính giá trị gần bằng một chiếc xe ô tô, là khoảng tầm trên 200 triệu. Và anh khách đang muốn một cái gọi là cấu hình cao cấp nhất có thể. Thế nên là chúng ta sẽ có đây, đó chính là CPU i9-12900K này, card màn hình RTX 3080 Ti, có thể gọi là max spin cho một người đã chơi game rồi. Và hôm nay thì tất nhiên rồi, anh em có thể thấy đây vô cùng là những nhiều đồ nước. Và chúng mình coi như là có thể gọi là vừa lép vế với những đồ ở đây. Thì hôm nay anh Tuấn Anh sẽ có thể nói vài lời gì về cái bộ nước này nhỉ? Hôm nay cái bộ máy này gần như là cái linh kiện có thể là, gần như là cao cấp nhất hiện tại rồi. Và cái bộ này đặc biệt là nó có đi kèm đây là tản nhiệt nước custom. Vì anh khách đây ngoài vấn đề là muốn cái cấu hình cao nhất thì nó cũng phải đẹp nữa. Đẹp quá. Đó, cho nên là tản nhiệt custom này là điều không thể thiếu với bộ máy đắt tiền. Không chỉ đẹp mà còn mát. Rồi, bây giờ thì chúng mình hãy cùng lắp bộ máy này vào trong cái cây như này nhá. Hôm nay chúng mình sẽ lắp bộ máy này bằng cái kit tua vít mà Cooler Master vừa gửi tặng về chúng mình. Thì cái tua vít này là tua vít tua vít điện đấy, thế là chúng mình không cần phải gọi là xay tay gì hết. Mày nhìn sẽ hơi kinh hơn tí. Nó sẽ có đây là chính là chiếc mainboard RG Maximus Hero Extreme, thấy khá nồng nặc mùi tiền. Đây, một chiếc mainboard có thể gọi là mắc pin nhất trong thời điểm hiện tại đây. Đấy, Maximus Extreme thì chiếc mainboard này là có thể gọi là top tier rồi. Giờ khi mà chưa chạm đến cái chiếc mainboard mà có tản nhiệt VRM anh nhỉ? Đúng rồi. Và thực ra thì tản nhiệt VRM thì cũng không quan trọng lắm, tại vì cái khối nó rất là dày. Thì đây sẽ là CPU 12900K này. Hiện tại thì đây là một CPU được đánh giá là tốt nhất trên thế giới này về kể cả chơi game lẫn cả được hiệu năng đơn nhân và đa nhân. Đấy. Và hôm nay một điều đặc biệt nữa, chúng mình dùng đến tận là 10 cái quạt. Thì có đủ chỗ không anh? Bây giờ ba rát trên này. 10 quạt là cũng đủ. Anh hôm nay là sẽ có ba rát này, ba trên, ba dưới, ba cộng và một đằng sau. Thì đúng đủ 10 luôn. Còn thời điểm hiện tại thì trong các loại quạt RGB thì quạt của EK đang có cái hiệu suất làm mát là tốt nhất, tại vì thường ấy nếu mà chúng ta chơi quạt không có RGB thì sẽ được hiệu suất tốt. Còn quạt các loại quạt RGB thông thường trên thị trường ấy, cái mẫu nào đẹp đẹp thì thường nó sẽ có cái hiệu suất làm mát nó tương đối là khiêm tốn. Thì với quạt cây này thì nó sẽ cân bằng giữa cả hai, nghĩa là vừa có hiệu suất mà lại vừa có đèn RGB. Bây giờ thì em đang bỏ cái lớp giáp, cái lớp tản nhiệt của chiếc SSD chúng ta ra, vì là em muốn gắn vào đây luôn cho đẹp. Mà nếu mà so sánh ý, thì cái lớp tản nhiệt của chiếc Corsair này cũng không dày lắm đâu, không dày được như cái này. RAM chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là RAM Dominator Platinum RGB. Thì đây là phiên bản DDR5. Tại vì là chiếc RAM này, cặp RAM này thì cũng có một hiệu năng cũng tương đối là ổn. Đây là chiếc 3080 Ti Supreme X. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem. Wow, chúng ta được tặng một cái pad chuột Supreme này. Đấy, mình không quan tâm lắm, thêm tí giấy tờ. Và cuối cùng thì là một cái dựng cạc cộng với cả một chiếc, à không, cái đỡ cạc và một chiếc cảm nỉ của chúng ta. Một điểm đặc biệt trong cái bộ máy này là anh khách đã sử dụng toàn bộ các linh kiện là linh kiện cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng có một vấn đề là các đồ họa ở đây sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao chỉ dùng 3080 Ti chứ không phải 3090. Thì thực ra ở thời điểm hiện tại thì 3080 Ti nó có cái hiệu năng nó đã gần ngang ngửa với cả 3090 rồi. Nếu mà sử dụng 3090 thì chúng ta sẽ được nhiều cái VRAM hơn, nhưng bù lại cái hiệu năng chơi game nó không chênh lệch quá là nhiều. Và một phần nữa là cái giá thành của 3090 nó chênh khá là nhiều so với 3080 Ti. Ở trong cái bộ máy này thì chỉ có sử dụng một cái kit RAM Dominator, tại vì thời điểm hiện tại thì cái số lượng RAM DDR5 nó vẫn còn khá là hiếm. Cho nên là trong cái thời gian tới thì sau khi bọn mình sẽ về thêm được nhiều cái kit RAM hơn thì sẽ tiến hành giao nốt cho anh một cái cặp RAM nữa. Trong quá trình đi nước của bộ máy này thì do đây là một cái bộ máy có giá trị rất là lớn, cho nên các đường nước ấy
thì mình đã cố gắng tối ưu sao cho nó là thiết kế một cái thiết kế gọi là thẳng góc, và tất cả mọi thứ nó hạn chế nhiều những cái đường uốn trong nó lằng ngoằng. Tại vì khi mà những cái trong cái bộ tản custom mà có quá nhiều cái đường ống mà nó uốn lằng ngoằng ấy thì nhìn trông nó sẽ hơi rẻ tiền, cho nên mình đã sử dụng ở đây là cái fitting đầu nối sao cho cái đường ống có thể thẳng góc một cách tối đa. Thì với cái việc sử dụng nhiều fitting thế thì chúng ta sẽ phải bố trí nó khó khăn hơn một chút so với việc là uốn những đường ống, cho nên là mình đã mất thêm một chút cái thời gian để sao cho lựa chọn những cái fitting phù hợp nhất để có thể tạo những cái đường ống nó gọi là thẳng góc và không cần phải uốn lòng vòng quá nhiều. Đối với cái bộ máy mà giá trị cao như cái bộ máy của anh khách ở đây thì cái quá trình lắp đặt nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các bộ máy thông thường mà khi các bạn sử dụng tản nhiệt all-in-one hay cái tản nhiệt khí. Tại vì tản custom thì nó luôn đòi hỏi là độ tùy biến cao, cho nên là chúng ta sẽ phải mất nhiều cái thời gian để bố trí linh kiện, lắp đặt và chạy test. Cho nên là khi mà các bạn mua các cái bộ máy giá trị cao như thế này này thì nên dành một chút cái thời gian, ít nhất là khoảng khoảng 3 đến 4 ngày, tầm 3 đến 4 ngày để có thể có đủ cái thời gian để thi công và chạy test trong quá trình ấy cho nó ổn định. Điều thứ hai nữa là trong cái quá trình sử dụng thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì máy nó sẽ có nhiều bụi và các cái hệ thống này trong cái đường nước nó sẽ cần phải vệ sinh. Thì nếu mà để cho cái hiệu năng nó ổn định nhất thì nên một năm chúng ta sẽ nên đi vệ sinh và thay nước một lần. Thì không cứ cái bộ máy dùng tản custom hay là bộ máy dùng tản all-in-one hay tản khí thì cái điều vệ sinh máy nó là cái điều rất là quan trọng. Nếu các bạn muốn bộ máy của mình hoạt động thật là trơn tru trong một khoảng thời gian dài thì các bạn nên đi vệ sinh máy và thay nước khoảng một năm một lần. Dạ vâng, sau một khoảng thời gian tương đối là dài thì bộ máy của chúng ta, bộ máy hơn 200 triệu đã hoàn thành rồi. Thì em thấy rằng là trong cái quá trình lắp bộ máy này ấy, thì anh Tuấn Anh đã gặp một vài những vấn đề nhỏ nhỏ. Thì anh cảm thấy thế nào về cái gọi là cái độ khó của bộ máy này, đồng thời với cả cái trải nghiệm lắp như thế nào? Thực ra trong cái bộ máy này thì do cái quá trình lắp đặt đây, mình lắp đặt đây hoàn toàn là những cái linh kiện cao cấp nhất, cho nên là như em có thể thấy là mọi thứ đều trông rất là to, rất là xôi thịt ấy. Rất là dày. Rất là dày. Và cái nữa là có sử dụng đến 3 radiator, nghĩa là một dưới này, một trên này, một đằng sau. Vâng. Cho nên là gần như tận dụng tối đa những gì có thể hỗ trợ được của cái vỏ cây này. Vâng. Cho nên là trong một cái quá trình lắp đặt ấy, với cái lượng linh kiện như thế mà để nhét vào một cái vỏ cây kích thước không phải là lớn như này thì nó sẽ tương đối mất thời gian hơn một chút. Đó. Thời gian có thể kéo dài đến thêm vài 2 tới 3 ngày nữa anh nhỉ. Đúng rồi. Về việc đi dây này, về việc cắt ống này và uốn ống thế nào cho phù hợp. Nếu mà anh em muốn một cái bộ máy như này ấy, thì anh em hãy liên hệ ngay trực tiếp với cả website của chúng mình hoặc là fanpage của chúng mình. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này rất là hay ấy, và thực sự bộ máy này đẹp tuyệt vời ấy, thì hãy bấm like và subscribe nhé. Và cuối cùng thì thực sự rất là cảm ơn các anh em xem video này. Và hẹn gặp các em tại một video sau nhé.